Đang ngồi trên xe chờ, nhưng bị nhân viên quán trà sữa gọi vào lấy đồ uống. Một cô gái liền có thái độ hậm hực, rồi dở thối giang hồ. Hành vi của cô gái trẻ đang khiến cộng đồng mạng phẫn nộ và chỉ trích dữ dội. Cụ thể, một cặp đôi đến mua trà sữa, nhưng lại không xuống xe để mua, mà ngồi yên trên xe. Khi nhân viên quán nước nhờ vào lấy trà sữa, thì bạn nữ ngồi sau bước vào với thái độ bực dọc. Khi bị nhắc nhở mua hàng văn minh, cô gái ngay lập tức hét lên, rồi nhặt một vật gì đó dưới đất, ném thẳng vào phía chủ quán rất côn đồ, rồi sau đó quay ngoắt người đi ra bên ngoài. Đoạn clip kết thúc ngay sau đó, và không biết cuối cùng vụ tranh cãi kịch liệt kết thúc ra sao. Song tất cả mọi người đều tỏ ra bức xúc trước hành vi, thái độ hỗn hào côn đồ của vị khách trẻ vào mua trà sữa.